kênh đào gần đây là một từ khóa rất nổi, và bản thân em cũng sẽ lựa chọn một con kênh đặc biệt để gửi đến quý khán giả. Đây là hình ảnh tại một con kênh đào ở Việt Nam 150 năm trước. Những con kênh đào thời nay phải kêu bằng ông ngoại. Đây là con kênh chợ gạo, suốt 150 năm vẫn được coi là cái yết hầu của vùng Nam Bộ, mang tới bữa cơm của người miền Đông, mang về áo mặc cho người miền Tây. Còn đây là những tiêu đề khi mà người ta nhắc về nó. Con kênh bị kẹt duy nhất ở miền Nam. Kênh chợ gạo ở đâu? Kênh chợ gạo là tên gọi chung cho một đoạn kênh đào và sông tự nhiên nối thông giữa sông Vàm Cỏ và sông Tiền, nằm về phía đông bắc của đồng bằng sông Cửu Long. Đầu phía nam kênh chợ gạo bắt đầu từ Vàm Kỳ Hôn, bờ tả của sông Tiền. Đoạn sông này còn được gọi là sông Mỹ Tho hay sông Cửa Tiểu. Ngay tại ranh giới hành chính của thành phố Mỹ Tho và huyện chợ gạo của tỉnh Tiền Giang, đầu trên là ngã ba đèn đỏ, bờ hữu sông Vàm Cỏ, trên ranh giới hành chính giữa thành phố Gò Công tỉnh Tiền Giang và huyện Châu Thành tỉnh Long An. Kênh đi qua 4 địa phương của tỉnh Tiền Giang là thành phố Mỹ Tho, huyện chợ gạo, huyện Gò Công Tây, thành phố Gò Công và một huyện Châu Thành của tỉnh Long An. Tổng chiều dài chỉ khoảng 28,5 km. Chính xác thì nó gồm 3 đoạn, một đoạn kinh đào, đoạn sông Tra và một đoạn ngắn của sông Gò Công. Thế nhưng thực tế qua các giai đoạn lịch sử thì nó là một luồng kinh liên tục được nạo vét bằng sức người lẫn các phương tiện cơ giới. Thành ra thì trong rất nhiều tài liệu hiện nay coi nó là một con kinh duy nhất để tiện cho công tác quy hoạch, đầu tư nạo vét và kể cả việc di chuyển thông thường trong thực tế đời sống của người dân. Miền Nam trước khi có kinh chợ gạo. Khi thực hiện quản lý hành chính đối với vùng đất Nam Kỳ, các chú Nguyễn đã nhận thấy một khu vực đất đai rộng lớn nhưng còn khó khăn về đường bộ. Đường thủy thì chằng chịt sông rạch nhưng mà lại không có trật tự, cong queo và chỗ sâu chỗ cạn. Từ vùng Sài Gòn Gia Định cho tới vùng đất Hà Tiên đều cần một hệ thống đường thủy thuận tiện nhằm đáp ứng tới ba nhu cầu là vừa vận chuyển, vừa đảm bảo việc trị thủy, phục vụ nông nghiệp và vừa cả phòng thủ. Các vua, các chúa đã cho đào mới hoặc là khoét sâu những con kênh như là kênh Ruột Ngựa, kênh Tàu Hủ để ra vào trung tâm phố thị Sài Gòn, nối thông ra sông Chợ Đệm, sông Bến Lức và Vàm Cỏ Đông. Kênh Bảo Định nối Vũng Gù, tức là Tân An với Mỹ Tho. Kênh Thoại Hà nối Long Xuyên và Kiên Giang. Kênh Vĩnh Tế nối Châu Đốc và Hà Tiên, vân vân. Như vậy thì đến đầu thế kỷ 19, hàng hóa nông sản giữa hai miền Tây và Đông Nam Kỳ sẽ theo các con sông, rạch và các hệ thống kênh vừa kể. Dựa vào những hiểu biết hạn hẹp của người làm video thì có thể vẽ các tuyến đường thủy như trên bản đồ, bao gồm cả đường biển và đường sông. Nhưng mà việc di chuyển theo đường biển thì không phải tàu bè nào cũng chịu nổi và có thể hạn chế hơn nhiều so với việc đi đường sông. Chúng ta chú ý vào phần phía bắc của vùng đồng bằng. Chúng ta biết thời đó có một khoảng đất hoang vu đến đáng sợ, đó là vùng phía tây của tỉnh Gia Định và phía bắc của tỉnh Định Tường. Nó không được khai phá và chưa thể tiếp cận bằng ngã đó. Bây giờ chúng ta gọi là vùng Đồng Tháp 10. Thành ra thì bắt buộc ghe tàu phải đi xuống phía Mỹ Tho, Tân An, Cần Đức mới lên được Sài Gòn. Vô tình đã khiến Mỹ Tho trở thành một điểm hội tụ của các giao điểm giữa hai miền. Lúc đó thì có một số cách như là đi theo rạch Bảo Định lên Tân An, rồi Bến Lức, kinh Ruột Ngựa, kinh Tàu Hủ, kinh Bến Nghé. Hoặc là từ sông Tiền ra Cửa Tiểu, rồi sau đó vòng lại vào sông Xoài Rạp, sông Sài Gòn. Có một tuyến gần hơn nữa là đi giữa hai cái tuyến này, tức là chỗ phập xuống của sông Vàm Cỏ tới điểm cua của sông Tiền, ngoại ô thành phố Mỹ Tho. Thì đây chính là vị trí con kênh chợ gạo mà chúng ta nói. Thời điểm đó thì sông Tra đã có, con rạch nhỏ ra Vàm Kỳ Hôn cũng có, nhưng mà rất nhỏ. Gia Định Thành Thông Chí ghi: ghe thuyền từ Bến Nghé xuống miền Tây phải qua rạch Ông Lớn, xuống hạ lưu sông Rạch Cát, rồi qua sông Phước Lộc, tức là sông Cần Duột, và sông Vàm Cỏ để tới sông Tra, sau đó tiếp tục men theo rạch Kỳ Hôn để vòng ra sông Tiền, thẳng tiến về miền Tây. Tuy nhiên, đoạn rạch Kỳ Hôn bị cong, thường xuyên bị lấp và có chỗ giáp nước nên tàu bè đi lại rất khó khăn. Con kinh được đào. Khi Pháp xâm lược, nhận thấy tầm chiến lược quân sự và kinh tế của Nam Bộ, sau khi thâu tóm toàn bộ lục tỉnh, người Pháp đã nhanh chóng ổn định tình hình an ninh và khai thác các nguồn lợi của vùng đất này. Từ những năm 1860 thì họ đã chú ý đến những cái con kênh này và nạo vét nhưng mà ở quy mô nhỏ. Năm 1875, họ thành lập một ủy ban thường trực về việc hoàn chỉnh hệ thống đường thủy nối từ Sài Gòn đi các tỉnh miền Tây. Và một trong những con kênh đầu tiên người Pháp đào trên mảnh đất miền Tây chính là con kênh chợ gạo. Vì đây là ngã đi tắt nhanh nhất từ Mỹ Tho qua Vàm Cỏ để đi Sài Gòn. Trong quyển Lịch sử khởi hoang miền Nam, nhà nghiên cứu Sơn Nam có viết rằng năm 1875, Đô đốc Duperrey
đã cho đào kinh chợ gạo dùng dân sâu. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu cho rằng con kênh được đào vào năm 1876. Thật sự thì năm nào nó cũng không có quan trọng lắm. Người làm video tìm thấy một bức ảnh này, có ghi chú là Việt Nam Nam Kỳ, đào kinh Vai Co, kèm theo những lời mô tả có tính chất tham khảo rất cao. Việc phát triển trồng lúa quy mô lớn ở vùng đồng bằng đòi hỏi phải có chính sách về các công trình lớn, kinh thoát nước, kinh vận chuyển lúa gạo. Năm 1875, Đô đốc Du Barger quyết định đào một con kênh nối thẳng sông Cửa Tiểu đến phía đông của sông Vàm Cỏ. Sông chảy về phía tây Sài Gòn, đổ vào cửa sông Sài Gòn, đồng thời cho phép tàu hơi nước vận chuyển lúa gạo. Cũng theo nhà nghiên cứu Sơn Nam, nhà cầm quyền Pháp huy động một số dân khá to, 40.000 người thay phiên đào trong 2 tháng, tính nhẩm là 676.000 ngày công. Không biết có thật là chỉ có 2 tháng hay không, nhưng mà cái số lượng ngày công và số lượng nhân công các bạn thấy thì nó là quá dữ, vượt sức tưởng tượng của người làm video. Như vậy thì điều gì thôi thúc họ phải chơi lớn như vậy, và điều đó có mang lại lợi ích tương xứng hay không? Tầm quan trọng, lưu lượng hàng hóa và phương tiện. Từ khi đào kinh cho đến nay thì con kinh vẫn như là độc đạo đường thủy giữa miền Đông và miền Tây. Ngay từ lúc kinh chợ gạo mới đào, đời sống của cư dân đã bắt đầu sung túc, náo nhiệt nhất là từ năm 1902. Thương thuyền qua lại tấp nập. Công ty gian vận Messagerie Fluviale cũng sắm tàu đưa khách chạy trên tuyến kinh này. Để tránh tai nạn và tránh sự chen lấn giành giật, nhà cầm quyền đã đặt một đồn kiểm tra và có một chuyến đò đưa khách qua sông, gọi là bắt chợ gạo. Các cửa hàng, các nhà máy xe xác mọc lên. Kinh chợ gạo là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp và củng cố quyền lực của thực dân Pháp ở Nam Kỳ. Con đường thủy giúp vận chuyển quân đội và trang bị trong thời Pháp thuộc, giúp thực dân Pháp dễ dàng kiểm soát khu vực Nam Kỳ và đàn áp các cuộc đấu tranh nổi dậy của người dân bản địa. Thời điểm đó, con kinh rộng khoảng 30 mét. Ở mặt kinh tế thì con kinh giúp cho việc vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là lúa gạo, một mặt hàng chủ lực của khu vực, trở nên dễ dàng hơn. Những đồn bốt trên kinh sẽ giúp cho họ dễ dàng kiểm soát nguồn tài nguyên và việc buôn bán trong khu vực. Nó được người Pháp coi là con đường xuất khẩu gạo của Nam Kỳ. Sau năm 1954, con kinh cũng được sử dụng liên tục để vận chuyển hàng hóa về các trung tâm tiêu thụ và sản xuất lớn ở Sài Gòn và chợ lớn. Các mặt hàng lúa gạo, trái cây chủ yếu được vận chuyển qua kinh chợ gạo trước khi đến cảng Sài Gòn, từ đó xuất khẩu đi các nước. Đây là hình ảnh con kinh chợ gạo được chụp vào năm 1969. Lúc này thì có thể nó đã được mở rộng thêm. Chúng ta thấy thì hàng chục phương tiện nối đuôi nhau, có khi còn đông vui hơn là đường bộ. Trong thời đại hiện nay, bất chấp sự phát triển của giao thông đường bộ, việc vận chuyển hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và miền Tây bằng đường thủy vẫn rất sôi động. Và riêng con kênh chợ gạo, mỗi ngày có khoảng 1.500 đến 2.000 phương tiện với trọng tải từ 100 tấn trở lên đi qua. Với việc gồng gánh như vậy thì con kênh đã nhiều lần phản ứng bằng việc khoét sâu hàng trăm điểm sạt lở dọc theo bờ kênh. Video này được ghi hình lần gần nhất là sau khi con kênh này đã được nâng cấp và nạo vét với kinh phí là 1.335 tỷ đồng. Hiện nay thì con kênh có độ rộng trung bình là khoảng 100 mét, trong đó thì phần cái luồng tàu thuyền thì rộng khoảng 50 mét. Con kênh chuyên chở hàng chục ngàn tấn hàng hóa qua lại mỗi năm. Theo một bài đăng trên báo Áp Bắc năm 2021, cũng là hơi lâu rồi đó, thì Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang cho biết là có khoảng 75% khối lượng hàng hóa đi bằng đường thủy, giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long phải đi qua kênh chợ gạo. Một con số đáng ngạc nhiên. Tại sao kênh chợ gạo vẫn còn quan trọng? Và đôi nét về con nước. Tại sao khi mà đường bộ cao tốc đã tiến tới qua bên kia của miền Hậu Giang mà con kênh chợ gạo vẫn đóng vai trò không thể thiếu trong việc vận tải hàng hóa ở miền Nam? Có hai nguyên nhân, đó là lợi thế về chi phí và thứ hai là khả năng vận chuyển khối lượng lớn. Thực ra thì vấn đề này mình đã tham khảo rất nhiều mối quan hệ dân gian mà mình có được. Ngay cả đoạn video trên sông mà các bạn đang xem cũng là một cái xà lan của bạn học hồi xưa luôn. Đối với những hàng hóa có kích thước lớn, khối lượng nhiều và chậm hư hỏng như là vật liệu xây dựng, các đá xi măng, lúa gạo, xăng dầu thì vận chuyển bằng tàu là có lợi nhuận hơn. Một tính toán trên mạng như thế này các bạn có thể tham khảo nha. Thì một chiếc xà lan có tải trọng khoảng 1.000 đến 2.000 tấn sẽ chở được lượng hàng hóa bằng 50 chiếc container. Mặc dù thời gian di chuyển là tầm khoảng 3 ngày nếu đi từ các cái tỉnh xa xa của miền Tây đó, thì so với container là chỉ khoảng nửa ngày, nhưng mà dùng tàu thì nó vẫn kinh tế hơn. Thực tế là khi các bạn về miền Tây, do đặc thù sông rạch nên ít khi thấy xe container như là những cái vùng khác. Hàng hóa nhiều, người ta vẫn chuộng đi bằng đường sông hơn. Sông,
Hạn chế lớn nhất là đối với các mặt hàng rau quả, thủy sản đông lạnh thì không thể cạnh tranh với đường bộ, do là thời gian di chuyển lâu quá thì nó đã hư rồi. Thứ nữa là kênh chợ gạo này cũng không phải là một con kênh sâu lắm, trung bình chỉ khoảng 3,5m thôi. Thành ra ở đây có một cái đặc trưng, coi đó là văn hóa luôn. Thỉnh thoảng trong một thời điểm trong ngày, có thể vô tình các bạn sẽ thấy con kênh này rất vắng lặng. Đó là thời điểm mà người ta đậu hai đầu vàm để chờ con nước lên. Kênh chợ gạo đặc biệt nối giữa hai hệ thống sông lớn nhất Nam Bộ, lại rất gần biển, cho nên là con kênh này bị ảnh hưởng mạnh của thủy triều. Ở đây thì hầu như bị tác động bởi triều biển Đông theo kiểu bán nhật triều là chủ yếu. Có nghĩa là trong ngày sẽ có hai lần nước lên và hai lần nước xuống, tức là nó tạo thành bốn con nước. Mỗi con nước thì có thời lượng khoảng 6 tiếng, chưa kể cái thời điểm nước đứng. Sự chênh lệch con nước tại kênh này là khá lớn so với các vùng khác. Đôi khi sự chênh lệch giữa con nước lớn và con nước ròng có thể lên đến 1-2m. Thường thì các phương tiện sẽ tính toán việc di chuyển của mình tùy theo quãng đường để sao cho đến con kênh này kịp lúc nước lớn. Nếu không kịp thì người ta sẽ đậu chờ. Thời gian di chuyển qua con kênh gần 29km này thường sẽ nằm gọn trong một con nước. Thị trấn chợ gạo. Các bạn xem video đến đây có nghĩ rằng là vì con kênh chợ gạo này nó chở gạo là chủ yếu nên mới có địa danh chợ gạo? Thì có khả năng đó, nhưng chúng ta nhớ lại là con kênh được đào vào năm 1875. Nhưng vùng đất chợ gạo đã có trước đó rồi. Chợ gạo vốn bắt nguồn từ tên một ngôi chợ đóng ở thôn Bình Phan, thành lập vào cuối thế kỷ 18. Ở đây ban đầu thì có nhà máy xay sát lúa, thành ra dần dần người dân các vùng lân cận cũng mang theo các nhánh sông cùng đem lúa đến để mà xay sát lấy gạo. Khi con kênh chợ gạo được đào thẳng tắp thì giao thông đường thủy thuận tiện hơn, giao thương cũng ngày càng tấp nập. Chợ gạo nổi lên như là một điểm giao thương ở Nam Kỳ và đã trở thành một địa danh hành chính. Ngày nay thì huyện chợ gạo là một huyện đông dân của tỉnh Tiền Giang, có thể là đông hơn so với là Gò Công với lại là Cai Lậy hay sao. Mình không có kiểm tra, hay các bạn có thể kiểm tra lại thông tin đó ha. Trong đó thì trung tâm huyện đặt tại thị trấn chợ gạo, nằm về cả hai bên bờ của con kênh. Thị trấn này là một đô thị nhỏ, ước tính có khoảng 9-10.000 dân, nhưng là trung tâm dân cư lớn nhất trên dòng kênh chợ gạo, cách Vàm Kỳ Hôn, sông Tiền khoảng 7,5km. Đây là một thị trấn khang trang, sung túc với những cái bờ kè mới toang luôn. Ngày trước thì đây là vị trí của cái bắc chợ gạo, một con đò nằm giữa tuyến đường bộ từ Mỹ Tho về Gò Công. Theo báo Tuổi Trẻ, lượng xe đò chở khách, xe tải chở hàng qua phà mỗi ngày rất nhiều. Phà nhỏ nên mỗi chuyến chỉ chở được khoảng 2 chiếc xe đò hoặc là 4-5 chiếc xe lam và một số xe đạp cùng khách bộ hành. Năm 1972, sau một vụ lật phà chết người, chính quyền Sài Gòn đã cho xây dựng một cây cầu bắc ngang kênh chợ gạo, cách bến phà chừng 300m. Bắc chợ gạo đã bị xóa sổ ngay khi mà chiếc cầu hoàn thành. Mình không rõ vị trí cầu chợ gạo trước đó ở đâu, nhưng mà hiện nay thì tại thị trấn chợ gạo này có tới 2 cây cầu bắc ngang kênh chợ gạo, một cây cầu bê tông hoành tráng và một cây cầu sắt gần trung tâm hơn. Người làm video thì cũng không có nhiều thời gian nán lại ở chợ gạo lắm. Mong các bạn đã thích video này. Anh chị hãy bấm đăng ký nha. Không biết là tất cả mọi người có thích cái nội dung về kinh đạo hay không. Nếu thích thì hãy bình luận để em biết và sẽ chuyển tải đến các bạn và anh chị một số cái con kênh thú vị nữa. Xin trân trọng cảm ơn.